Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Thì bữa nay mình cũng chia sẻ đến các cô chú, các anh chị em cái video của anh Học gửi cho mình đó các bạn. Thì ảnh cũng có chia sẻ những con dê giống của bà con chăn nuôi đó các bạn. Thì để các cô chú, các anh chị em xem tham khảo có mua về để làm giống phát triển kinh tế hay không các bạn ơi. Thì anh Học thì cũng mua hoặc bán dê thịt đó các bạn. Thì các anh em lái dê hoặc là các quán mà cần thịt dê đó thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Học. Thì anh Học cũng có cái quán lẩu dê ngã bảy đó các bạn, ở Hậu Giang. Thì anh cũng mua bán trao đổi dê giống dê thịt, cũng hỗ trợ cho các cô chú và anh chị em á. Thì cũng bán được những con giống luôn các bạn ơi. Thì các cô chú các anh chị em ở khu vực ngã bảy Hậu Giang có cần mua dê giống thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Học để anh Học hỗ trợ đến chuồng của các hộ chăn nuôi đó các bạn. Thì để tìm mua trực tiếp luôn các bạn ơi. Thì anh Học cũng hỗ trợ cho bà con đi mua dê giống và mua dê thịt sau này luôn các bạn. Thì anh em khu vực của anh Học đó thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Học. Thì các anh em khu vực lân cận á, hoặc là anh em lái dê mà cần dê thịt hoặc dê giống gì đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với anh Học. Thì mình chia sẻ lên kênh để các cô chú, các anh chị em nhìn thấy được cái số điện thoại và địa chỉ để tiện liên hệ. Thì mình có hỗ trợ bà con chia sẻ lên kênh thì các anh em lái dê có thấy cái video đó mình chia sẻ lên, dê thịt thật là dê giống gì đó các cô chú anh chị em, thì cũng hỗ trợ mua cho bà con nông dân để dễ dàng bán được dê thịt thật dê giống luôn các bạn ơi. Thì các anh em cần chia sẻ dê giống hoặc là dê thịt dù ít hay nhiều thì các cô chú, các anh chị em cứ quay video gửi cho mình, thì ít nhiều gì thì mình cũng hỗ trợ chia sẻ cho bà con để anh em lái dê thấy tìm đến mua trực tiếp cho bà con luôn các cô chú anh chị em ơi. Rồi thì video mình cũng kết thúc tại đây, thì hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Thì các cô chú anh chị em có cần chia sẻ dê giống dê thịt thì cứ liên hệ mình, mình sẽ chia sẻ lên kênh để cho nhiều người cần tìm mua giống hoặc là cần bán dê đó thì cho các anh em lái dê nhìn thấy để tiện mua luôn các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn.